Ba người đàn ông bị kết án tội giết người với án phạt tù chung thân, người thứ tư được tha bổng. Tuy nhiên, toàn bộ những người này không có mặt khi tòa tuyên án và được cho là đang ở Nga. Đại diện của các nạn nhân cho biết phán quyết của tòa án Hà Lan là một cột mốc quan trọng. Cũng trong phán quyết, thẩm phán Henrik Stenhouse nói rằng chuyến bay MH17 của Malaysia Airlines bị bắn năm 2014 bởi một tên lửa do Nga sản xuất. Tên lửa được bắn từ miền đông Ukraine và Nga có toàn quyền kiểm soát lực lượng đòi độc lập ở khu vực này vào thời điểm đó. Phản ứng trước phán quyết phía Hà Lan, Bộ Ngoại giao Nga cho biết sẽ xem xét thông tin tên lửa bắn hạ máy bay do nước này sản xuất.